Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tips trick của FPK Entertainment Ngày nay khi người chơi rap càng ngày càng phổ biến làm thế nào để chúng ta có một giọng rap vôn cổ mạnh mẽ là điều mà rất nhiều người chơi rap mong muốn Và sau đây là bốn mẹo để bạn có một giọng hát rap mạnh mẽ Việc đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn microphone đúng và thường thường người chơi rap sẽ lựa chọn là microphone dynamic mặc dù ngày nay thì đa phần mọi người sẽ sử dụng các loại microphone uh, condenser nhưng vấn đề của microphone condenser ở chỗ này là nó quá nhạy cảm với âm thanh, chúng thu âm quá một cách chi tiết và thường thường những cú bật mạnh đặc biệt là với những người có giọng hát mạnh mẽ như giọng hát rap, rock thì dễ tạo ra những cú bật chói tai và khó chịu. Và microphone dynamic thì sao ạ? Microphone dynamic có xu hướng làm giảm những cú bật này và thậm chí là chúng còn khiến âm thanh nghe trở lên gọn gàng và nhỏ nhẹ hơn. Nhưng có một cái điều đặc biệt đối với lặng microphone dynamic đó chính là chúng dễ dàng uh, thoải mái hơn, tức là chúng khiến các bạn có thể dễ dàng áp dụng các công cụ liên quan đến saturation hơn so với các loại con microphone condenser và điều này khiến cho âm thanh của bạn dễ dàng đạt được sự tuyệt vời và tả sáng như mong muốn của chúng ta They say do for the vine, I ain't gon' do it Stories like skyscraper make you go through it Every line fit, cause it was perfectly designed Give a fuck about your feeling, cause I'm dipped with mine Can't stand this pain, anesthetics to the vein Gon' shut on the block, block go down the drain It's game on flight, for say so you need to train I need money, fuck fame, immediately like Wayne Mẹo thứ hai đó chính là chúng ta sử dụng các loại máy lén có tốc độ cao, các loại compressor có tốc độ cao. Không phải loại máy nén nào ngoài thực tế hay là dạng alock hay là thiết bị nào cũng có khả năng cho tốc độ cao. Tất nhiên là mỗi loại máy lén thì nó sẽ có tốc độ phản hồi về âm thanh của chúng ta khác nhau. Có cái nó còn tạo ra những cú thăm hơi nhỏ. Có những cái thì nó tạo ra âm thanh nó hơi mỏng một tí. Và mỗi cái thì nó sẽ có cái mức độ tác động với nhau khác đối với âm thanh của chúng ta nhưng thường thường đối với giọng hát rap thường thường có những cú bật nhanh và uh, tốc độ cao vì thế là chúng ta cần phải có một cái máy lén có tốc độ cao đặc biệt là tốc độ attack cao và điều này sẽ khiến âm thanh của chúng ta ổn định hơn và đặc biệt là với một số các loại compressor đặc biệt ví dụ như là thường thường khi người ta sử dụng hát rap sẽ sử dụng các loại compressor một một sáu một sáu có khả năng đó chính là nó giảm các đỉnh bật của âm thanh cực kỳ nhanh Tuy nhiên nó có một cái hiệu ứng rất là hay đó chính là chúng có không làm ảnh hưởng quá nhiều đối với các phần âm thanh nhỏ như các loại compressor khác. Các loại compressor khác thì đôi khi khi chúng ta nén thật nhanh như thế xuống nó sẽ thổi phồng các phần âm thanh nhỏ lên và khiến âm thanh của chúng ta nó mất cân bằng và bập bõm khi chúng ta hát nhỏ lại. Tuy nhiên là đối với lại compressor 176 thì nó lại tạo một hiệu ứng khá là đồng đều và cực kỳ tốt vì thế là rất nhiều các giọng hát rap các bạn thấy rằng hầu như họ sẽ sử dụng công cụ 176 là bởi vì lý do là như vậy ôm muộn phiền vì đồng tiền đã lâu đâu được gặp bạn hiền chọn lối đi toàn thị phi cũng từng cố đầu tư cạn tiền đã có thời chỉ chơi bời đâm được nhiều lại nghĩ mình siêu ôi trò đời thì đâu được lời mà cũng phải đánh đổi bằng cả tình yêu ôm muộn phiền vì đồng tiền đã lâu đâu được gặp bạn hiền chọn lối đi toàn thị phi cũng từng cố đầu tư cạn tiền đã có thời chỉ chơi bời đâm được nhiều lại nghĩ mình siêu ôi trò đời thì đâu được lời mà cũng phải đánh đổi bằng cả tình yêu thì ở ngoài việc là chúng ta sử dụng 176 thì toàn toàn có thể sử dụng các loại compressor khác Uh, có tốc độ nhanh dạng VCA ví dụ như SL, bất compressor hoặc là uh, API 2005 thì rõ ràng là mỗi một loại compressor có một hiệu ứng khác nhau. bạn nói đấy hoàn toàn các bạn hãy trải nghiệm những loại compressor này để nó phù hợp. quan trọng nhất là chọn lại compressor phù hợp với bản nhạc của bạn đó và phong cách âm nhạc của bạn và giọng hát của bạn vì thế bạn hãy uh, trải nghiệm tất cả mọi thứ nhưng bạn hãy nhớ đó chính là nó luôn luôn có các cuộc tấn công attack cực kỳ nhanh bởi vậy là đôi khi đối với tôi đó chính là những cái hiệu ứng phụ của các compressor tạo ra thì đôi khi tôi coi đó là một cái loại chất liệu và nó phù hợp với giọng hát hoặc là phù hợp với bản nhạc nó sẽ ổn hơn so với việc là chúng ta uh, cứ mãi chạy đua theo một loại compressor xác định. Và mẹo thứ ba đó chính là chúng ta luôn luôn giữ giọng hát rap của chúng ta một cách khô giáo, tức là thế nào nhỉ? Rất nhiều người ngày nay sẽ sử dụng các công cụ liên quan đến reverb để cho vào giọng hát. Tuy nhiên là tùy vào giọng tùy vào bản nhạc thôi. Không phải bản nhạc nào cũng ta cũng cho vào và đối với việc reverb thì đâu phần mọi người sẽ sử dụng nó giống như là một cái hiệu ứng để tạo không gian, tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho bản nhạc Chứ không cho vào giọng hát để tạo một cái sự gì đó mềm mại Vì thế là đối với giọng hát rap, đặc biệt là giọng hát rap nhanh, nếu mà chúng ta sử dụng reverb vào nó sẽ khiến bản nhạc của chúng ta quá mềm Và nó không đạt được cái sự mạnh mẽ và đôi khi nó tạo ra một sự mong manh, mờ mông lung ờ, Đặc biệt là đối với những giọng rap có tốc độ càng ngày càng cao như ngày nay thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng vô cùng buồn và khó chịu khi chúng ta sử dụng reverb. Vì thế là thay việc chúng ta sử dụng reverb thì bạn hãy sử dụng các công cụ liên quan đến delay. Delay nó sẽ giúp giọng hát của bạn tốt hơn. Và sử dụng relay thì uh, thường thường có một cái hiệu ứng rất là thú vị đối với vocal đó chính là hiệu ứng sử dụng uh, slapback. Slapback là sử dụng cái thời gian delay nó rất là ngắn khoảng tầm từ 40 đến 120 vào trong giọng hát của chúng ta và khiến giọng hát của chúng ta uh, có một cái khoảng không gian khá là nhỏ và ngắn thôi và vô cùng sạch sẽ thậm chí nó còn có tác dụng khác về slapback đó chính là tạo âm sắc ví dụ như là bạn có một cái giọng hát hơi trầm một tí thì bạn có thể sử dụng công cụ slapback và tạo âm nó sát hơn phải phụ thuộc vào cái beat của chúng ta đó có những cái beat nó rất là trầm có những cái beat nó rất là sáng và cách để chúng ta có thể là quyện cái beat của chúng ta giọng hát của chúng ta biết đó chính là chúng ta sử dụng slash delay. Đó là một cách vô cùng hiệu quả và sau khi chúng ta sử dụng slash delay rồi thì bạn hoàn toàn có thể gửi sen nó ra một cái công cụ uh, delay khác với cái thời gian dài hơn để tạo điểm nhấn, như mình nói là tạo điểm nhấn. Nhưng tuy nhiên hãy nhớ rằng là giọng hát rap mà càng khô bao nhiêu thì nó càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Bạn sẽ thấy là hầu như cái giọng hát rap nó khô thì nó sẽ vô cùng mạnh mẽ ôm muộn phiền vì đồng tiền đã lâu đâu được gặp bạn hiền chọn lối đi toàn thị phi cũng từng cố đầu tư cạn tiền đã có thời chỉ chơi bơi, đâm được nhiều lại nghĩ mình siêu ôi trò đời thì đâu được lời mà cũng phải đánh đổi bằng cả tình yêu ôm muộn phiền vì đồng tiền và cái mẹo thứ tư đó chính là thêm hiệu ứng và trong giọng hát của chúng ta đặc biệt là những hiệu ứng vào giọng hát liên quan đến double vocal và athlete đó giọng hát chính thì chúng ta khô rồi nhưng mà chắc chắn một điều đó chính nhà trong đoạn hát của chúng ta sẽ có những giọng hát bè đúng không ạ double này hoặc là aslips <laughs> thì cái này lơi này chính là lơi mà bạn hãy bỏ tất cả những cái hiệu ứng của bạn vào đó bạn hãy bỏ tất cả hiệu ứng của bạn vào để khiến cho uh, bản nhạc của bạn có nhiều chiều sâu hơn và nhiều cái thú vị hơn uh, ví dụ như là đối với giọng hát uh, double chẳng hạn hoặc là bạn có một cái giọng hát lên ở phía sau giọng hát bè ở phía sau bạn hãy bỏ nó vào cái công cụ reverb Reverb như thế thì chúng ta hoàn toàn có thể uh, sử dụng các công cụ liên quan đến centuration biến dạng ôm muộn phiền vì đồng tiền đã lâu đâu được gặp bạn hiền chọn lối đi toàn thị phi cũng từng cố đầu tư cạn tiền đã có thời chỉ chơi bời đâm được nhiều lại nghĩ mình siêu ôi trò đời thì đâu được lời mà cũng phải đánh đổi bằng cả tình yêu ôm muộn phiền vì đồng tiền đã lâu đâu được gặp bạn hiền chọn lối đi toàn thị phi thì đó là những cách để các bạn có thể là khiến nói chung là có rất nhiều cách khác nữa miễn là bạn cho rất nhiều cái hiệu ứng mà bạn có thể nghĩ được vào cái, cái phần uh, giọng hát nền double vocal hay là của chúng ta để tạo ra những cái thứ mà bạn mong muốn tuy nhiên bạn nên nhớ là, 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 giọng hát chính là phải khô nhá và chính là khô còn tất cả là phải uh, vỡ hòa phải nát phải xé phải nhiều đi bờ hay gì đấy tùy vào cái ý thích của bạn thôi thì thì đó chính là bốn cái ph phương pháp bốn cái cách để bạn có thể giúp cho giọng hát rap của bạn nổi bật hơn mạnh mẽ hơn gọn gàng hơn mà hầu như các các cái, cái rapper trên thế giới đang sử dụng và video này kết thúc ở đây xin chào và hẹn gặp lại và video sau nhớ like share subscribe kênh channel của mình để xem nhiều cái này nhé xin cảm ơn các bạn để ủng hộ kênh các bạn có thể ra hội viên sử dụng dịch vụ và mua các sản phẩm trên kênh hiện tại kênh cung cấp các khóa học từ lý thuyết đến thực hành thu âm mixing và mastering các tài liệu phụ đề tiếng việt đến từ các hãng nổi tiếng và nhiều sản phẩm khác đến với kênh hội viên các bạn được nhận kiến thức tiêu chuẩn nhất do kênh fba thực hiện với giá cả phải chăng nhất